Form thân người dùng tốt hơn, trong khi ghế sau có hai chất liệu hấp thụ lực giúp giảm trung chấn cả khi xe đứng yên và đang vận hành. Lexus LM 2024 có các tùy chọn 4, 6 độ ghế, trong đó bản 4 ghế sang trọng nhất, với vách ngăn cách biệt giữa hàng ghế trước và sau, màn hình giải trí 48 inch cho hàng ghế sau, tủ lạnh, phân để đồ riêng, bàn và tủ lạnh sưởi. Một hệ thống điều hòa đặc biệt có khả năng đo thân nhiệt người dùng ở từng bộ phận khác nhau, đầu, ngực, hông, chân, và sau đó tự điều chỉnh nhiệt độ điều hòa để đảm bảo khả năng làm mát, ấm, đồng đều. Gói Lexus Safety System cộng bao gồm các công nghệ an toàn, hỗ trợ lái nâng cao như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh tiền va chạm, ga tự động thông minh, dùng